Kính chào quý vị, sau đây là những tin nóng mà chúng tôi vừa mới cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị đừng quên like và chia sẻ video để nhiều khán giả cùng theo dõi quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Thiên tai lũ lụt vẫn tiếp diễn ở lưu vực sông Dương Tử, Trung Quốc khiến mực nước nhiều nơi tiếp tục vượt mức cảnh báo. Tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, mực nước sông Dương Tử cao hơn chiều cao trung bình của khu đô thị là 4m. Nó đã trở thành sông treo trên không, thậm chí người dân địa phương còn đập trực tiếp vào bờ kè và bắt đầu thấm nước. Hiện mực nước ở thượng nguồn nước sông Dương Tử đang dâng cao trở lại, người dân dự đoán có thể có đợt lũ thứ hai. Đối với Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Trùng Khánh và những nơi khác, cơ quan khí tượng Trung Quốc đã ban hành cảnh báo mưa bão, cảnh báo khí tượng thiên tai lũ lụt trên núi và cảnh báo rủi ro khí tượng thảm họa địa chất trong một lần. Từ 8 giờ tối ngày thứ 6 đến 8 giờ tối thứ 7, mưa lớn liên tiếp không ngừng nghỉ đã gây ra lũ lụt và các thảm họa như sạt lở đất. Đồng thời những nơi khác như Hồ Nam, Quý Châu, Thiểm Tây, Hà Bắc, Sơn Tây và Vân Nam cũng có nguy cơ xảy ra mưa lớn trong những ngày tới. Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc cũng là một trong những vùng chịu thảm họa trong trận lũ sông Dương Tử. Mực nước sông Dương Tử ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc rõ ràng là cao hơn so với độ cao của khu vực đô thị. Các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc thẳng thắn tuyên bố rằng, nếu mực nước sông Vũ Hán đạt đến mực nước đảm bảo, một thảm họa lớn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bờ kè cục bộ và vách ngăn bến tàu xảy ra hiện tượng thấm nước, lực lượng chức năng vội vã đắp bao cát, tiến hành ứng cứu. Các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc chỉ ra rằng, độ cao trung bình của khu vực đô thị Vũ Hán là 24m, nhưng mực nước sông Dương Tử tại đèo Hán Khẩu ở Vũ Hán hiện cao hơn 4m. Khi mực nước đạt hoặc gần bằng mực nước đảm bảo, thì công trình kè đã vượt giới hạn phòng vệ an toàn, nguy hiểm lớn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hiện tại, trên Twitter của địa phương đã xuất hiện các video cho thấy bờ kè ở Vũ Hán bắt đầu thấm từ tuần trước. Các quan chức đã dùng bao cát để bịt các đoạn kè bị thấm nước, nhưng vẫn không thể ngăn được nước từ sông Dương Tử dâng cao. Tại trạm đo mực nước ở Trùng Khánh, nằm ở thượng nguồn đập Tam Hiệp, đã đo được mực nước cao tới 170m. Người dân dự đoán đợt lũ thứ hai có thể sớm xảy ra. Vâng, còn nhớ vào những ngày cuối tháng này một năm về trước, Trung Quốc đã từng phải đối mặt với lũ lụt nghiêm trọng, khiến cho hệ thống đê điều và các đập ngăn lũ chịu tác động nặng nề. Đồng thời gia tăng lo ngại tái diễn thảm họa thiên nga đen đã từng xảy ra trong quá khứ. Diễn biến mưa lũ khủng khiếp tại Trung Quốc có thể vượt quá khả năng phòng thủ của kỹ thuật. Dễ tái diễn thảm họa thiên nga đen diễn ra vào năm 1975 tại quốc gia này. Thảm họa đập tồi tệ của Trung Quốc mang tên thiên nga đen, đó là đập Bản Kiều trên sông Hoàng Hà. Đập này hoàn thành năm 1952 với sự trợ giúp của Liên Xô, sụp đổ năm 1975 giết chết hàng chục ngàn người. Ước tính chính thức được công bố hai thập kỷ sau đó, vào tháng trước. Con đập tại một hồ chứa nhỏ ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã bị sập sau những trận mưa lớn. Đó có thể là cảnh báo đối với 104.000 con đập của nước này khi thời tiết trở nên cực đoan. Các nhóm môi trường của chính phủ cũng cho biết, biến đổi khí hậu đang mang lại mưa lớn hơn và thường xuyên hơn. Lũ lụt ồ ạt có thể kích hoạt các thảm họa thiên nga đen không lường trước, với những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Hàng ngàn con đập được xây dựng vào những năm 1950 và năm 1960, trong một chiến dịch do Chủ tịch Mao Trạch Đông lãnh đạo để chống lại hạn hán ở Trung Quốc. Chủ yếu về mặt nông nghiệp, năm 2006, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, từ năm 1954 đến năm 2005 có 3,568 đập tại các hồ chứa đã bị sập do chất lượng dưới tiêu chuẩn và quản lý kém. Phía Tây Nam Trung Quốc so với 29 năm trước, lượng mưa và nhiệt độ trung bình trong những năm 1990 đến 2018 cao hơn đáng kể. Nếu xây dựng đúng cách, một con đập phải có khả năng chịu được các hiện tượng thời tiết cực đoan, ngay cả khi chúng trở nên thường xuyên hơn, đồng thời khi trận lụt kết thúc. Nó phải có chất lượng chính xác như trước thảm họa, nhưng thực tế cho thấy nhiều con đập cũ kỹ tại Trung Quốc không thể đáp ứng được yêu cầu này. Điển hình là trường hợp mực nước tại một con đập trên nhánh sông Dương Tử đã tăng mạnh đến nỗi các nhà chức trách đã buộc phải phá vỡ một phần con đê để hạ thấp mực nước vào hôm thứ Hai vừa qua. Hôm thứ Sáu, mưa lũ tiếp tục diễn biến trầm trọng, sạt lở đất ở phụ lưu của sông Dương Tử tại tỉnh Hồ Bắc đã chặn đứng một nhánh của dòng sông, đe dọa nhấn chìm một thành phố và các làng mạc lân cận. Theo giới chức địa phương, vụ sạt lở đất xảy ra vào sáng sớm ngày thứ Tư khiến 10.000 mét khối đất đổ xuống sông Châu Giang. Một nhánh phụ của sông Dương Tử tạo ra một hồ chắn trên sông này. Vụ sạt lở đã tạo nên một đập chắn ngang sông Thanh Giang, khiến mực nước ở thượng nguồn dâng lên cao thêm khoảng 5 mét. Đến khoảng 10h15 năm trưa, nước từ thượng nguồn tràn qua mặt hồ này, ào xuống hạ nguồn với tốc độ 200 mét khối. Vì vậy, nguy cơ vỡ bờ giảm bớt, tình trạng khối đất lở dần biến đổi. Chính quyền địa phương đã tiến hành sơ tán hơn 8.590 người, thuộc hơn 1.960 hộ dân tại khu vực bị ảnh hưởng để đề phòng nguy cơ vỡ đập. Về lũ lụt, người dân huyện Dương Sóc, thuộc khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây vẫn chưa thể quên được thời khắc kinh hoàng.
khi con đập ở địa phương này bị vỡ hồi tháng trước sau những trận mưa lớn. Ông Lo Jua Chihuan, một người dân thành phố Quế Lâm cho biết, chúng tôi không biết con đập vỡ như thế nào, chỉ nhớ lúc ấy khắp nơi đều ngập lụt nghiêm trọng. Chúng tôi chưa từng thấy cảnh tượng khủng khiếp như thế trong đời. Hai tháng mưa lớn bất thường ở miền Trung và miền Nam Trung Quốc khiến nước tràn bờ các con sông, tạo ra những trận lũ lụt tồi tệ nhất trong hàng chục năm qua. Lũ lụt đồng thời làm dấy lên những lo ngại xung quanh hàng chục nghìn đập thủy điện khắp Trung Quốc. Ông Li Yijun, một người dân huyện Dương Sóc cho biết, các con đập ở đây hầu như đều được xây khoảng 50 năm rồi. Nếu không xây dựng lại hoặc trùng tu chúng, thì nguy cơ vỡ đập có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mùa đặc biệt lớn thường xảy ra tại khu vực miền Trung và Nam của Trung Quốc trong tháng trước và tháng này. Nhưng mùa mưa năm nay có diễn biến tồi tệ khiến nền kinh tế Trung Quốc càng thêm chao đảo. Cơ quan khí tượng Thủy văn Trung Quốc dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục đổ xuống trong những ngày tới, khiến tình trạng ngập lụt thêm trầm trọng. Tính tới ngày thứ hai tuần trước, khoảng 40 triệu dân sống tại nhiều tỉnh của Trung Quốc đã gánh chịu tác động của lũ lụt, với thiệt hại trực tiếp cho nền kinh tế ước tính ở mức 11,5 tỷ đô la Mỹ. Ít nhất 28.000 ngôi nhà đã bị phá hủy, hàng triệu người dân mất nhà cửa, ít nhất 151 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trong lũ lụt. Trên địa bàn tỉnh Hồ Bắc, mưa lớn kéo dài cũng là phép thử đối với đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới chắn ngang dòng Dương Tử. Từ cuối tuần trước, mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp đã dâng cao kỷ lục. Kể từ tháng trước, mưa lớn liên tục trút xuống phần lớn các khu vực ở miền Nam Trung Quốc, khiến mực nước ở nhiều sông, hồ vượt quá mức cảnh báo. Mưa lớn đã phá hủy hơn 17.000 ngôi nhà, gây thiệt hại kinh tế gần 6 tỷ đô la Mỹ, khiến hàng trăm người thiệt mạng hoặc mất tích, ảnh hưởng gần 20 triệu người sinh sống tại các tỉnh dọc sông Trường Giang, trong đó hàng chục nghìn người phải di rời chỗ ở khẩn cấp. Dự án đập Tam Hiệp của Trung Quốc, một trong những đập thủy điện lớn nhất thế giới, đang gồng mình giữ lượng nước lũ từ thượng nguồn sông Trường Giang đổ về. Tính đến chiều ngày thứ tư, mực nước ở Tam Hiệp đã cao đến 162 mét, con đập chỉ được thiết kế để giữ lại lượng nước cao 145 mét. Trước tình trạng mưa lớn kéo dài, bắt đầu từ tháng trước, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã cho phép đập giữ lại nhiều nước hơn để hạn chế lũ lụt tại hạ nguồn. Dự án bắt đầu xả lũ từ cuối tháng vừa qua để kiểm soát lượng nước trong hồ chứa. Thời gian đầu đập Tam Hiệp cho thoát khoảng 30.000 mét khối nước một giây. Đến ngày Chủ nhật, con số này lên tới 61.000 mét khối một giây. Khi đó, giới chức Trung Quốc cho biết đập Tam Hiệp giữ lại khoảng 45 lượng nước đi qua dự án. Hơn 400 dòng sông tại Trung Quốc đang trải qua lũ lụt, ảnh hưởng đến khoảng 24 triệu người trong tháng này và gây nên thiệt hại kinh tế khoảng 64,4 tỷ nhân dân tệ, khoảng 9,2 tỷ đô la Mỹ. Bộ Thủy lợi Trung Quốc nhấn mạnh, mọi con đập trên dòng Trường Giang đều đang được giám sát an toàn thông qua mạng lưới khoảng 30.000 trạm kiểm tra và trạm bơm điều tiết. Tuy nhiên, truyền thông nước này cũng bắt đầu bày tỏ lo ngại rủi ro vỡ đập tại một số nơi nếu mưa lớn kéo dài. Bộ Thủy lợi Trung Quốc dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày thứ Sáu. Trung tâm khí tượng quốc gia đã khuyến cáo mọi khu vực đang chịu ảnh hưởng từ mưa lũ phải đề cao cảnh giác. Một số công ty có nhà máy tại Vũ Hán, một trong các trung tâm công nghiệp của Trung Quốc, bắt đầu lo ngại về tình hình lũ lụt hiện tại. Theo các số liệu được công bố, Trung Quốc được xem là nền kinh tế lớn duy nhất trên thế giới đã khôi phục hoạt động trở lại với cấp độ trước đại dịch. Những thành quả đó đang bị nước lũ của sông Trường Giang đe dọa. Tính đến nay, Trung Quốc đã chi tổng cộng 1,29 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 184,5 triệu đô la Mỹ từ ngân sách trung ương để khắc phục hậu quả mưa lũ. Theo tuyên bố của Bộ Tài chính Trung Quốc, khoản cứu trợ được sử dụng để sửa chữa các cơ sở bảo tồn nước, các cơ sở sản xuất nông nghiệp và mua nguyên liệu nông nghiệp để sản xuất sau thảm họa. Dự kiến trong thời gian tới, Bộ Tài chính Trung Quốc sẽ dành một quỹ cứu trợ khẩn cấp khoảng 830 triệu nhân dân tệ, tương đương 118,7 triệu đô la Mỹ cho 12 khu vực cấp tỉnh, trong đó có Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy, những nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt năm nay. Số liệu mới nhất của Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cũng cho biết, khoảng 23,85 triệu cư dân đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở 24 khu vực cấp tỉnh trên khắp quốc gia này. Hơn 140 người tử vong hoặc mất tích, hàng trăm triệu người bị ảnh hưởng cuộc sống và nền kinh tế thiệt hại nhiều tỷ đô. Ảnh hưởng của Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Hôm nay, Trung Quốc tiếp tục đón nhận một tin vô cùng đau buồn khi con đập Tam Hiệp vỡ tan nát trong lòng người dân Trung Quốc, khiến cho ông Tập Cận Bình hết sức là buồn rầu. Kính thưa quý vị, con đập Tam Hiệp lớn nhất hành tinh này trong thời gian vừa qua đã được nhắc đi nhắc lại và tốn không biết bao nhiêu giấy mực của rất nhiều các nhà báo trên toàn thế giới. Hầu như tờ báo nào cũng nói đến con đập Tam Hiệp lớn nhất hành tinh này.
Người thì nói rằng con đập này vỡ rồi, người thì nói con đập này sắp vỡ, người thì nói rằng con đập này đang lung lay. Người thì nói nó chính là tử huyệt của phía Trung Quốc. Vậy những đáp án trên, đáp án nào là đúng nhất? Xin thưa với quý vị rằng đáp án đúng nhất chính là đáp án mà con đập Tam Hiệp vỡ tan nát trong lòng hơn 1,4 tỷ người dân của Trung Quốc là đáp án chính xác nhất, bởi toàn bộ người dân trên đất nước Trung Quốc đại lục đều rất lo lắng cho con đập. Nếu nó vỡ thì nó sẽ nhấn chìm toàn bộ Trung Quốc ra ngoài Biển Đông. Khi đó trên bản đồ của thế giới sẽ không xuất hiện tên của Trung Quốc nữa và Trung Quốc sẽ bị diệt vong. Chính quyền của ông Tập Cận Bình khi đó cũng không bao giờ được nhắc tới trên trường của quốc tế. Kính thưa quý vị, vậy siêu đập lớn nhất hành tinh này nó vỡ, nó có ảnh hưởng tới các nước xung quanh Trung Quốc hay không? Đặc biệt là có ảnh hưởng tới đất nước Việt Nam hay không? Xin thưa với quý vị rằng, các chuyên gia thủy lợi hàng đầu trên thế giới cũng như các chuyên gia thủy lợi của Việt Nam nói rằng siêu đập Tam Hiệp mà vỡ thì không ảnh hưởng gì tới đất nước Việt Nam. Các tỉnh thành phía Bắc của Việt Nam giáp danh với đường biên giới của Trung Quốc cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì. Vì vậy, nếu như siêu đập Tam Hiệp lớn nhất hành tinh này có vỡ thì chúng ta cũng không cần quan tâm. Điều bây giờ chúng ta đang quan tâm đó chính là việc làm kinh tế cũng như những tháng cuối năm chúng ta sẽ làm được gì và tình hình với mưa lũ ở miền Trung, khúc ruột thân thiết của đất nước Việt Nam có còn tái diễn như năm 2021 không? Kính thưa quý vị, tờ báo quốc tế cho biết tình hình đập Tam Hiệp đang nguy cấp. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn đem quân đi quấy đảo ở Biển Đông, gây ra rất nhiều những mối quan ngại sâu sắc cho các nước trong khu vực. Liên quan tới tình hình quân đội Bắc Kinh vẫn đang cho quần thảo ở ngoài Biển Đông, tờ báo quốc tế cho biết chi tiết như sau. Hiện tại tình hình trên Biển Đông hết sức căng thẳng, không chỉ có mưa to, gió lớn, áp thấp nhiệt đới và những cơn bão càn quét trong mấy tháng vừa qua, làm cho biển động sóng cao lên tới 100m thì hôm qua, Hải quân của Trung Quốc lại tiếp tục điều quân ra ngoài Biển Đông, gây ra căng thẳng cho nhiều nước trong khu vực. Tờ báo nói rằng, lợi dụng tình hình các nước trên thế giới đang tập trung cho công cuộc phòng chống đại dịch COVID-19, lợi dụng Mỹ đang rối ren với căng thẳng ở Afghanistan và các nước không hề quan tâm tới vùng biển này, nhất là mưa bão đang càn quét. Cho nên, chính quyền của Bắc Kinh đã đem rất nhiều giàn khoan và tàu chiến ra ngoài Biển Đông để khai thác dầu khí trái phép. Tuy nhiên, tờ báo quốc tế cho biết phía Trung Quốc đang rất mạo hiểm khi thách thức những cơn bão đang càn quét ở ngoài Biển Đông. Chính vì vậy mà hôm qua, cơn bão số 9 được hình thành từ áp thấp nhiệt đới siêu mạnh ở khu vực Biển Đông đã đánh sập một giàn khoan mang tên là Hải Nam 888 của phía Trung Quốc. Một giàn khoan khác mang tên Hải Nam 999 đang hoạt động hết sức là phức tạp tại khu vực Biển Đông. Điều này cho thấy rằng Trung Quốc đang thách thức thế giới, đặc biệt là thách thức Mỹ và Nga. Kính thưa quý vị, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao cũng như Hải quân của Nga hôm qua cho biết đã nhận được tin báo khẩn cấp từ tập đoàn khai thác dầu khí lớn nhất của Nga có tên là Rosneft ở ngoài khơi Biển Đông. Báo cáo cho biết phía Trung Quốc đang cho rất nhiều tàu hải cảnh, tàu chiến các loại mang theo vòi rồng và vũ khí nặng, vũ khí sát thương, tàu hộ tống giàn khoan mang tên là Hải Nam 999 và Hải Nam 101 đang hung hăng tiến ra ngoài Biển Đông để khai thác dầu khí trái phép, đồng thời va chạm mạnh đối với cả tập đoàn Rosneft của Nga. Điều này đã gây ra mối quan ngại sâu sắc cho chính phủ Nga cũng như là ông Putin. Chính vì vậy mà ông Putin, Tổng thống Nga, dù rất bận rộn cho cuộc chiến tại Ukraine và đối phó với các lệnh trừng phạt của các nước phương Tây. Kính thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, khi mà phía Trung Quốc phát hiện ra quân đội của Nga di chuyển ra ngoài Biển Đông, họ đã cho giàn trận bao vây bí mật phục kích bán theo để đánh Úc. Vào 17h46 phút chiều ngày hôm qua, đụng độ chính thức xảy ra. Hai bên liên tiếp ăn miếng trả miếng, không bên nào chịu nhường bên nào. Vòi rồng của phía Trung Quốc được cho là đã phun ra, tiếng súng được cho là đã nổ, tàu hải cảnh của phía Trung Quốc đã cho tăng tốc và đâm va vào tàu chiến của Nga. Rất may, hải quân của Moscow đã cho một tàu chiến chặn đầu lại và khống chế được sự nguy hiểm của phía Trung Quốc. Chính quyền Tổng thống Nga ông Putin đã cho 6 tàu ngầm Kilo phóng 18 quả tên lửa vào những vòng vây của phía Trung Quốc, khiến cho 4 tàu hải cảnh của phía Trung Quốc bị chìm xuống đáy Biển Đông. Trước đó, thì hai con tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông của phía Trung Quốc cũng bị cơn bão số 7 và bão số 8 vùi dập ở ngoài Biển Đông. Theo tờ báo Moscow trích dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng của Nga cho biết,
Một đô đốc chỉ huy thuộc hạm đội Biển Đen của Nga tên là Alexei Moiseyev cho biết cuộc đối đầu ngày hôm qua diễn ra khá căng thẳng. Phía tàu của Trung Quốc họ rất hung dữ và hung hăng. Họ liên tiếp tăng tốc phun vòi rồng cũng như liên tiếp nã đạn vào tàu chiến của chúng tôi, buộc chúng tôi phải ra tay hành động gấp. Và sau 2 giờ 50 phút quân thảo nhau đánh giáp lá cà, hải quân của Bắc Kinh đã bị chúng tôi đánh cho tan tác. Thiệt hại là vô cùng nặng nề. Theo thống kê mới nhất của cơ quan bảo vệ bờ biển của Nga cho biết, 4 con tàu hải cảnh của phía Trung Quốc đã bị trúng ngư lôi và bốc cháy dữ dội. 4 máy bay quân sự của Bắc Kinh đã trúng tên lửa và lao xuống Biển Đông. 150 thủy thủ đoàn của Hải quân Trung Quốc đã bị bắt giữ và đang điều tra. Kính thưa quý vị, theo tờ báo Moscow cho biết, sau khi không quân hải quân của Nga đánh một trận tổng lực vào phía Trung Quốc, hải quân của phía Trung Quốc đã cho chạy toán loạn về đảo Hải Nam để trú ẩn. Tuy nhiên, trong quá trình chạy, chúng đã bị va vào một cơn bão số 8 cũng như vùng áp thấp, khiến cho 4 tàu dân quân biển của phía Trung Quốc chìm xuống đáy Biển Đông. Như vậy, có thể nói rằng, trong một tuần vừa qua, thiệt hại mà hải quân của Trung Quốc phải gánh chịu là vô cùng to lớn. Người ta cho biết đây chính là nhân quả báo ứng hay còn gọi là nghiệp quật mà Trung Quốc đang phải gánh chịu bởi những tội lỗi mà Trung Quốc gây ra là không thể dung tha và chấp nhận được. Chính phủ của Bắc Kinh liên tục điều tàu chiến ra ngoài Biển Đông để uy hiếp cũng như đe dọa các nước. Đây chính là lý do vì sao mà Mỹ và Nga liên tục điều tàu chiến để răn đe Bắc Kinh và các nước đều ủng hộ Nga, Mỹ trong thời gian tới sẽ tiếp tục ra tay để trừng trị Trung Quốc, bảo vệ các nước ở khu vực Đông Nam Á. Nếu không, Trung Quốc sẽ làm loạn. Kính thưa quý vị, có một cái tin được cho là cực kỳ đen tối đối với Trung Quốc mà chúng tôi mới cập nhật được. Đó là số người chết vì lũ, nghìn năm có một ở Trung Quốc vọt lên 302. Giới chức Trung Quốc quyết định mở cuộc điều tra sau khi số người chết vì đợt mưa lũ nghìn năm có một ở tỉnh Hà Nam tăng vọt từ 99 lên 302 người. Tại một cuộc họp báo, giới chức tỉnh Hà Nam miền Trung Trung Quốc cho biết số người chết trong đợt mưa lũ lịch sử hồi tháng trước ở địa phương này đã tăng từ 99 người lên 302 người. Số người thiệt mạng riêng ở thành phố Trịnh Châu, thủ phủ của Hà Nam là 292 người, trong đó có 14 người chết trong một toa tàu điện ngầm ngập nước, 39 người trong các hầm đậu xe, 6 người trong hầm đường bộ. Hiện tại vẫn còn 50 người mất tích, gồm 47 nạn nhân ở Trịnh Châu. Tỉnh Hà Nam của Trung Quốc vừa trải qua một đợt mưa lũ kỷ lục. Trịnh Châu là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Lượng mưa đo được trong 3 ngày ở đây lên tới hơn 600mm, tương đương lượng mưa trung bình cả năm. Theo giới chức Trung Quốc, đợt mưa lũ đã ảnh hưởng đến đời sống của khoảng 13 triệu người, phá hủy gần 9.000 ngôi nhà, gây thiệt hại kinh tế hơn 114 tỷ nhân dân tệ, khoảng 18 tỷ đô la Mỹ. Các video hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hàng loạt ô tô bị lũ cuốn trôi, một hầm đường bộ ở Trịnh Châu bị ngập lũ chỉ trong vòng 5 phút. Hàng nghìn nhân viên cứu hộ, trong đó có cả binh sĩ và lính cứu hỏa, đã được huy động để tham gia công tác tìm kiếm cứu hộ tại Trịnh Châu. Dư luận tỏ ra hoài nghi về sự minh bạch số liệu của chính quyền địa phương suốt thời gian qua bởi nhiều người vẫn đang đăng thông tin tìm kiếm người thân mất tích trong đợt mưa lũ. Những thiệt hại do mưa lũ gây ra cũng khiến dư luận bức xúc cho rằng chính quyền địa phương đã không cảnh báo kịp thời cho người dân tránh lũ hay ngừng các dịch vụ giao thông công cộng để đảm bảo an toàn, trong khi các nỗ lực cứu hộ chậm trễ. Hội đồng Nhà nước Trung Quốc hôm nay thông báo sẽ lập một tổ công tác điều tra thảm kịch lũ lụt ở Trịnh Châu và sẽ buộc chính quyền địa phương chịu trách nhiệm nếu bị phát hiện lơ là nhiệm vụ. Những diễn biến liên quan đến mưa lũ ở Hà Nam cũng làm gia tăng căng thẳng giữa Trung Quốc và phương Tây khi đoàn thanh niên ở tỉnh Hà Nam bị cho là kêu gọi cộng đồng mạng ngăn một phóng viên của BBC đưa tin về tình hình mưa lũ. BBC sau đó kêu gọi Bắc Kinh ngừng các hành động quấy rối phóng viên của hãng này khi đưa tin tại Hà Nam. Một phóng viên của hãng Deutsche Welle Đức cũng bị một nhóm người ở Trịnh Châu quấy rối khi tác nghiệp. Tuy nhiên, người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên gọi BBC là hãng tin giả, cáo buộc hãng tin này công kích và bôi nhọ Trung Quốc, đi chệch khỏi tiêu chuẩn báo chí một cách nghiêm trọng. Lại tiếp tục có một câu chuyện dị thường và kinh hoàng vừa xảy ra tại Trung Quốc liên quan đến nỗ lực khắc phục hậu quả của chính quyền sau khi hai cửa đập Yamata đã bị vỡ, làm hàng chục người chết và mất tích, nhiều nhà cửa và công trình bị phá hủy, gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Và trong quá trình thực hiện công việc này, những đội cứu hộ của Trung Quốc đã chứng kiến một cảnh tượng mà rất nhiều người không thể tin vào mắt mình và không thể nào quên khi họ nghĩ rằng có phải do mình quá mệt mỏi nên bị ảo giác hay đang sống ở một thế giới nào đó chăng?
đó là việc những người này đã mục đích sở thị việc âm mượn đường. Cùng nhiều tiếng kêu khóc ré lên khiến người ta kinh sợ, rợn tóc gáy, câu chuyện mang màu sắc ma mị kia nhanh chóng được lan truyền trên cộng đồng mạng và làm xôn xao dư luận. Nhiều lời bình luận cho rằng phải chăng khi thời suy thì quỷ lộng hành. Kính thưa quý vị khán giả, vài người trong đội cứu hộ đã chứng kiến kể lại rằng khi họ đang trong giờ nghỉ ngơi thì nhận được lệnh từ cấp trên sai toàn bộ lực lượng phải lập tức lên đường. Đến những vùng thiên tai tại Nghi Sơn, Trùng Khánh, Hồ Bắc để cứu viện, do vậy tất cả quân đội và hàng chục xe quân sự đã được điều động. Tuy nhiên khi lái xe đến một nơi chỉ cách khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là thành phố Nghi Sơn 1 giờ đồng hồ thì xe của quân đội bỗng nhiên gặp vấn đề. Tất cả các kỹ thuật viên đã vội vã xuống xe để kiểm tra nhưng không phát hiện ra bất kỳ hỏng hóc nào cả. Lúc này là khoảng 8 giờ tối, đèn pha trước đầu xe của tất cả các xe đều đột ngột tắt. Do đó, đành theo lệnh của cấp trên đậu tất cả các xe nép vào bên phải đường. Theo lời nhân viên cứu hộ kể lại, đoàn quân một lúc sau lại nhận được mệnh lệnh rằng tất cả nhân viên cứu hộ lên xe bất kể nhìn thấy gì trước mắt đều không được phép nói hoặc làm náo loạn. Cứ như vậy mọi người ở trong xe cho đến tận khuya, cuối cùng cũng không biết là đã mấy giờ. Vào thời điểm đó, toàn bộ nhân viên trong quân đội đều ở trong trạng thái nửa tỉnh, nửa thức. Chợt nghe ngay bên cạnh xe có tiếng vó ngựa ầm ầm truyền đến đánh thức tất cả mọi người. Chỉ thấy bên cạnh xe của lực lượng cứu hộ xuất hiện từng chiếc xe ngựa, mà những chiếc xe ngựa này đều xuất phát từ hướng khu vực thiên tai. Đến khi các thành viên thò đầu ra cửa sổ xe để nhìn ra bên ngoài, họ đã bị sốc vì thấy mỗi chiếc xe ngựa chở đầy đầu người. Những chiếc xe đó chạy qua chạy lại trong khoảng 30 phút, ước chừng có trên 180 chiếc. Khi tất cả xe ngựa đã đi qua, đội cứu nạn đã cố gắng khởi động lại ô tô. Thật thần kỳ, chúng lại hoạt động trở lại, sau đó quân đội tiếp tục tiến về phía trước. Trên đường đi, có người đã dựa theo số đầu người trên xe ngựa đoán rằng đã có hơn 7.000 người chết trong trận vỡ đập. Người ta đã xác minh rằng thật sự đã có số người thiệt mạng tương đương với con số này sau đó. Âm binh qua đường trong trận lũ khẳng định là có thật. Hiện tượng này không phải là mê tín dị đoan, phong kiến nào đó mà là một hiện tượng khoa học hiện đại không thể giải thích được. Trận lũ lụt vừa qua làm cho nhiều khu dân cư bị san bằng chỉ trong phút chốc. Đây dường như là một thảm họa không thể lường trước, cũng như không có cách nào ngăn cản được. Vì vậy, sau thảm họa, rất nhiều học giả, chuyên gia tập hợp lại nguyên nhân của trận lũ lụt tại đập Yamata đã bị sởn tóc gáy và lâm vào trạng thái trầm tư. Có nhiều người chứng kiến để lại các tình huống khác nhau của những người đối mặt với thảm họa thiên nhiên. Đó là việc người chứng kiến kể lại những sự thật về hiện tượng khó hiểu trước và sau Yamata bị vỡ. Suy ngẫm về con người trong tiến trình hiện đại hóa, làm thế nào để sống hòa hợp với thiên nhiên trên thế giới này. Rốt cuộc có thần Phật, có thiên đường, địa ngục hay là luân hồi hay không? Với sự nhỏ nhất của chủ nghĩa vô thần lâu dài của Đảng Cộng sản Trung Quốc, câu trả lời của rất nhiều người Trung Quốc là không. Tuy nhiên, cho dù con người có thừa nhận hay không thừa nhận, thần Phật, thiên đàng, địa ngục, luân hồi đều tồn tại một cách khách quan. Hơn nữa, có rất nhiều ghi chép trong sách cổ và truyền thuyết dân gian hàng nghìn năm của Trung Quốc, ngay cả thời hiện đại cũng có những câu chuyện như thế. Trong ký ức của một số những người may mắn sống sót sau trận lũ, thì một nhân viên ngân hàng 28 tuổi họ Vương ở tại thành phố Nghi Sương kể lại rằng: "Lúc đó tôi đang ngủ say thì cơn lũ bất ngờ quét qua, tôi cố gắng vùng vẫy bơi đi trong dòng nước lạnh giá. Lúc này trong mông lung tôi tiến vào một thế giới khác, bỗng nhiên nhìn thấy trước mắt xuất hiện một người đàn ông mặc áo choàng dài khập khiễng bước tới trước mặt tôi. Mặc dù người đó cách tôi rất gần nhưng tôi lại không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt ông ấy. Sau đó ông ấy đưa tôi tiến vào một cái hố đen sâu hun hút, trước mắt tối đen như mực, cảm giác thân thể mình đi theo một cách không tự chủ. Khi đi đến cuối hố đen tôi mới phát hiện ra trước mặt tôi là một cung điện nguy nga dưới lòng đất. Người đàn ông đi vào trong điện thông báo được một lúc thì tôi nghe thấy bên trong có người nói trong sổ sinh tử không có tên anh ta, hãy để anh ta về đi. Lúc này tôi mở ra và thấy mình nằm trên giường bệnh từ lúc nào. Các bác sĩ và y tá đang cố gắng cấp cứu cho tôi. Rõ ràng nơi mà nhân viên ngân hàng 28 tuổi họ Vương nhìn thấy là âm tào địa phủ. Sở dĩ anh ta có thể trở lại dương gian từ cõi chết chính là vì anh ta vẫn chưa hết thọ mệnh, không đáng phải chết trong trận lũ lụt này. Sự việc này chắc chắn là để nói với mọi người rằng sống chết đều có số, không phải là lời bịa đặt.
thời gian sinh tử của một con người thật sự đã được ấn định từ lâu. Cũng trong diễn biến có liên quan, hiện tượng âm binh mượn đường thường xảy ra tại nhiều nơi ở Trung Quốc và nhiều nhất là tại Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh. Âm binh mượn đường còn được gọi là âm binh qua đường. Đây là hiện tượng đã xảy ra tại nhiều nơi ở Trung Quốc, nổi tiếng là Tử Cấm Thành. Sau 5 giờ chiều, trong Tử Cấm Thành thường xuyên xuất hiện các cung nữ, thái giám, thậm chí là có người khóc lóc khiến người ta cảm thấy rùng rợn. Vì vậy, du khách không được phép ở lại Tử Cấm Thành sau 5 giờ chiều. Hiện tượng này cũng thường xuyên xảy ra ở các vùng núi sâu Thiểm Tây và Cam Túc, người dân địa phương gọi là sơn hưởng tiếng vọng của núi. Ở huyện Lục Lương, tỉnh Vân Nam, vì phát hiện hiện tượng này, những con la và ngựa đều sợ hãi đến mức không dám đi qua. Vì vậy, nơi đây có tên gọi là Rãnh Kinh Mã. Trong dân gian lưu truyền rằng sau trận động đất ở Đường Sơn, nơi đó đã xảy ra một trận âm binh mượn đường quy mô lớn. Âm binh mượn đường thường xảy ra sau khi một thảm họa đi qua, chẳng hạn như trong một trận động đất, nhiều người trong nháy mắt thiệt hại mà không kịp phản ứng. Cho nên tích tụ quá nhiều oan hồn không muốn rời đi, thế là quỷ môn quan liền mở ra, địa chủ sẽ phái âm binh đến nhân thế câu hồn. Những âm binh này tạo thành hiện tượng âm binh mượn đường, người ta cũng thường gọi là quỷ sai quỷ tướng. Tương tự như sự việc lần này là sự việc âm binh mượn đường trong Tử Cấm Thành. Khi đó, một kiến trúc sư đã đưa ra lời giải thích, âm binh mượn đường có thể là do điều kiện tự nhiên tương tự thời cổ đại khi có quân đội đi qua. Các chuyên gia giải thích âm binh mượn đường là một hiện tượng siêu nhiên cực kỳ hiếm gặp. Những âm thanh kỳ quái xuất hiện trong trận động đất là do chức năng ghi lại âm của nham thạch. Cho nên lúc đó, địa chấn qua đi tự nhiên phát sinh biến hóa to lớn, dẫn đến phát ra rất nhiều âm thanh kỳ quái. Hiện tượng âm binh mượn đường sau trận động đất Đường Sơn đúng là đã xảy ra, nhưng hiện tượng này không phải là mê tín thời phong kiến, mà là hiện tượng mà khoa học hiện đại không thể giải thích được. Trận động đất ở Đường Sơn giống như 400 quả bom nguyên tử Hiroshima bất ngờ phát nổ trong lớp vỏ cách mặt đất 16 km. Thành phố của dân số 1 triệu người ngay lập tức bị sàn thành bình địa. Đây dường như là một thảm họa không thể lường trước và không có cách nào ngăn cản, khiến cho các học giả đi tìm nguyên nhân của trận động đất sau khi thảm họa xảy ra đều kinh hoàng và chìm sâu vào suy nghĩ. Cuốn Trận Động Đất Đường Sơn, ấn bản kỷ niệm 30 năm đã ghi lại toàn cảnh đủ loại đến biểu hiện khác nhau của con người khi đối mặt với thảm họa thiên tai tại thời điểm đó. Ngược dòng tìm hiểu những sự thật về hiện tượng khó hiểu trước và sau trận địa chấn, qua đó gợi lên suy ngẫm nhân loại trong tiến trình hiện đại hóa rốt cuộc phải làm như thế nào để có thể chung sống hòa hợp với tự nhiên. Hậu quả khủng khiếp của bão số 4 toàn Sơn Đông biến thành biển nội địa. Kính thưa quý vị thân mến, sân bay ngập nước, chung cư phải phá tường để thoát nước, người dân than trách chính quyền do ảnh hưởng của bão số 4. Toàn bộ bán đảo Sơn Đông Trung Quốc phải hứng chịu những cơn mưa lớn. Nhiều thành phố ở Sơn Đông đã phát tín hiệu cảnh báo mưa lớn màu đỏ, đặc biệt Thanh Đảo bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cả sân bay Thanh Đảo bị nước nhấn chìm, rất nhiều ô tô trôi trên đường phố, khung cảnh giống hệt như một biển nội địa. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương, do chịu ảnh hưởng của bão số 4, bán đảo Sơn Đông và những nơi khác có mưa rất to và mưa cục bộ, Thanh Đảo, Chiêu Biển, Lai Tây, Yên Đài và những nơi khác đã ban hành cảnh báo mưa lớn màu đỏ. Hầu hết các danh lam thắng cảnh, trường học đã phải đóng cửa, giao thông đường bộ gần như tê liệt, nhiều tuyến tàu bị hoãn, tạm dừng hoạt động. Đoạn video được cư dân mạng đăng tải cho thấy sân bay Thanh Đảo mênh mông biển nước, nước mưa sâu tới 20 cm. Trong khi Thanh Đảo bị ngập lụt thì truyền thông của chính quyền Trung Quốc đã làm một video chế nhạo hệ thống công rãnh do người Đức xây dựng cách đây hơn 100 năm khiến cư dân mạng phàn nàn, thật là nực cười. Đất nước hùng mạnh như vậy lại đi hy vọng vào hệ thống thoát nước do người Đức xây dựng cách đây hơn 100 năm rằng sẽ không bị ngập lụt. Sự vùng lên của một cường quốc hóa ra lại phụ thuộc vào nước ngoài. Cho dù những điều tốt đẹp được nước bạn mang đến, chúng cũng sẽ trở thành rác rưởi bởi vì phía chính quyền chỉ biết đòi hỏi, không biết bỏ ra, càng không biết bảo vệ sự tồn tại của Đảng Cộng sản Trung Quốc là một điều xấu hổ đối với thế giới. Người ta nói rằng những người có lương tâm cho Đảng Cộng sản Trung Quốc đang nhầm lẫn đúng sai rồi. Người dùng mạng Interland cho biết. Người dùng mạng Interland đăng thêm một video cùng dòng bình luận.
chung cư nguyên trang ở Thanh Đảo bất ngờ đập tường để xả nước. Đây là suy nghĩ của người Trung Quốc, chỉ cần đập phá, giết chóc. Trong mắt người Trung Quốc không có sự hướng dẫn, không có giao tiếp, không có đôi bên cùng có lợi, không có tương lai. Chỉ có suy nghĩ rằng liệu lợi ích này có thể thu được ngay bây giờ hay không. Thật ấn tượng. Nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc không bị loại bỏ, không có tương lai, không có hy vọng, không có nền văn minh và mọi thứ cuối cùng sẽ chỉ là cái chết. Trong video thành phố Lâm Nghi bị ngập lụt, người dùng mạng Trung Quốc viết: "Một trong những điều tuyệt vời của Đảng Cộng sản Trung Quốc là tất cả đều là lỗi của người khác, do lỗi của bão mà thành phố ngập lụt như thế này, do thảm họa tự nhiên, gió là một thiên tai, ngủ là một thiên tai, đi bộ là một thảm họa tự nhiên, thậm chí ăn vào có thể gây ra thiên tai." Ý nói tới lệnh cấm ăn thừa đồ ăn để bảo vệ an toàn lương thực thực phẩm. Thiên tai lớn nhất là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng ta phải thoát khỏi những thảm họa Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hai tuần trước, Sơn Đông đã có tổng cộng 44 cảnh báo bão, 25 cảnh báo mưa lớn có hiệu lực. Người dùng mạng đăng bài trước đây đã cảm thán sau khi đăng lời than của một vùng Sơn Đông: "Hãy để mọi người nghe vương chữ Sơn Đông chính thống, quản lý đất nước thật sự rất dễ dàng. Đây là cách dễ nhất để quản lý đất nước. Nếu bạn có nhiều người, bạn sẽ phải kế hoạch hóa gia đình. Nếu bạn có nhiều ô tô, bạn sẽ có số chẵn và số lẻ. Nếu vận khí không tốt, bạn sẽ ra lệnh cho các công ty ngừng sản xuất. Nếu không đủ tiền, bạn sẽ tăng thuế. Bạn sẽ diễu hành nếu bạn không thuyết phục được dân. Bạn sẽ làm dân sợ chết khiếp. Nước lũ không chỉ biến các con phố ở Sơn Đông thành biển nước, mà cả những khu vực nông thôn cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Ước tính khoảng 5.000 mẫu ngô, lúa và lạc ở nông thôn đã bị nước lũ tấn công. Một số khu vực chìm hẳn trong nước biển mênh mông. Những khu vực cao hơn cũng bị ngập trong nước, ngô đang ra bắp và lạc đang xuống vụ. Một nông dân cho biết do bị ngập nước nên chắc chắn năng suất sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Tại Đông Hưng, Quảng Tây, một chiếc tàu bị lật và rất nhiều sầu riêng trôi dạt vào bãi biển, ước tính có khoảng 25 tấn. Những người dân ở đây đã không giúp chủ tàu mà còn ra hôi, đã vớt sầu riêng mang về. Mặc dù chính quyền địa phương can ngăn nhưng không được, dân làng ở đây vẫn xuống biển giành giật nhau, mang lên xe ô tô kéo về nhà. Nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc ngán ngẩm than rằng không khác gì cảnh cướp bóc. Trái ngược với cảnh bi đát do cơn bão số 4 đang nhấn chìm Sơn Đông, thì tại Sơn Tây, nước lũ lại tràn đê vào trong làng, mang theo rất nhiều đàn cá. Người dân ở đây hò nhau bắt cá trong không khí rất vui mừng và họ nói độ này là không phải nước mà là tiền. Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai, bão trong bão, lũ trong lũ đang ập tới Trung Quốc. Hết cơn bão này rồi đến cơn bão khác. Và theo tin bão mới nhất, Trung Quốc đang phát động bão đối với bão số 4. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, cơn bão số 4 ở Trung Quốc trong năm nay sẽ di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 40-50 km/h trước khi đổ bộ vào các khu vực ven biển ở giữa thành phố Đông Cảng, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Trung Quốc ngụp lặn trong biển lũ do mưa bão tấn công dữ dội. Theo Reuters, con số thương vong vẫn không ngừng gia tăng sau khi hai siêu bão mạnh nhất nhiều thập kỷ qua đổ bộ miền Trung và Đông Nam Trung Quốc kèm theo mưa to, gió lớn. Trong gần 3 ngày qua, khoảng 183.000 hộ gia đình sống trong cảnh cúp nước, trong khi 24.000 hộ gia đình bị mất điện. Cơn bão đã khiến nước sông ở 200 con sông thuộc các khu vực này bị tràn bờ, trong đó có các con sông lớn như sông Trường Giang, Hoàng Hà, Thái Hồ. Nghiêm trọng hơn là đê vỡ tại 50 con sông gây ngập lụt trên diện rộng, hơn 12.500 coi giả bị hư hại. Theo ghi nhận, trận mưa lớn cũng gây ra khoảng 140 vụ lở đất ở các tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Tây. Số người thiệt mạng cao nhất được ghi nhận ở tỉnh Giang Tây, nơi đây vỡ ít nhất 28 điểm dọc sông Trường Giang. Con sông đi ngang qua nhiều thành phố lớn của nước này, ảnh hưởng tới 500.000 người dân, khiến cho hàng chục nghìn người phải di rời chỗ ở khẩn cấp. Ước tính thiệt hại khoảng 490 triệu nhân dân tệ, tương đương 1.628 tỷ đồng. Đã có ít nhất 18 người thiệt mạng ở khu vực tự trị dân tộc Giao, Vĩnh Châu, Hồ Nam. Đó có một người mẹ bị nước cuốn trôi cùng hai con nhỏ. Một trong hai đứa trẻ này được xác nhận thiệt mạng hôm qua, trong khi đứa trẻ còn lại vẫn mất tích. Hàng ngàn cảnh sát, nhân viên cứu hỏa và binh sĩ tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân có thể bị mắc kẹt trong trận lở đất và lũ lụt do ảnh hưởng của bão, trong khi hy vọng tìm thấy người sống sót giảm dần.
Theo đài China News, những người sống sót mô tả nước lũ dâng cao nhanh chóng lên đến ngực trong khoảng 1 giờ đồng hồ vào ban đêm, khiến người dân không thể sơ tán đến vùng cao. Nhiều người thiệt mạng ở phía Nam Trung Quốc là người cao tuổi. Một nhà điều hành tàu điện cho biết 10 đoàn tàu và 120 toa tàu bị hư hại khi mực nước tăng cao khoảng 4 mét. Các nhà chức trách kêu gọi người dân thận trọng tại khu vực gần các con sông có mực nước dâng cao và cảnh báo nguy cơ xảy ra nhiều vụ lở đất. Quá trình đánh giá thiệt hại sau bão vẫn tiếp tục. Bên cạnh đó, mưa lớn và dông bão đang tàn phá khắp Trung Quốc, khiến hàng chục người thiệt mạng và gây thiệt hại kinh tế ước tính 25,9 tỷ nhân dân tệ, khoảng 3,85 tỷ đô la Mỹ. Truyền hình nhà nước Trung Quốc sáng nay cho biết 241 con sông ở 24 tỉnh nước này đã tràn bờ gây ngập lụt trong vài ngày qua. Cơ quan dự báo khí tượng cảnh báo mưa sẽ rơi nhiều hơn trên cả nước vào cuối tuần, trong khi lũ lụt và sạt lở đất có nguy cơ xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên. Mưa lớn và lũ lụt thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc hàng năm khiến cho hàng trăm người tử vong. Năm nay đã có một tỉnh thông báo cái chết của 150 người và 32 người khác bị thương. Tỉnh Cam Túc ghi nhận 12 người chết, 4 người mất tích và hơn 1 triệu người bị ảnh hưởng. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết lượng mưa có thể vượt quá 300mm một giờ ở một số khu vực vào cuối tuần này, đồng thời cảnh báo lũ lụt ở phía Đông Bắc và kêu gọi chính quyền tạm ngừng các hoạt động ngoài trời, cũng như theo dõi các tòa nhà có nguy cơ bị sập. Trong khi đó, mực nước sông Dương Tử trải từ Vân Nam đến Giang Tô và Thượng Hải trên bờ biển phía đông Trung Quốc đã dâng cao, gây ngập lụt ở nhiều nhánh và đổ lượng nước khổng lồ vào hồ chứa Tam Hiệp. Hãng tin Tân Hoa Xã đưa tin hơn 10 con đường cao tốc ở tỉnh Tứ Xuyên hiện không thể tiếp cận với lũ lụt. Một cây cầu bắc qua sông Min, một nhánh sông Dương Tử cũng bị sập. Tính riêng ngày hôm nay, lũ lụt ở tỉnh Tứ Xuyên đã gây thiệt hại khoảng 2,4 tỷ nhân dân tệ, khoảng 360 triệu đô la Mỹ. Theo cơ quan quản lý khẩn cấp, lực lượng cứu hộ đã được triển khai đến tỉnh Tứ Xuyên và tỉnh Cam Túc lân cận. Thành phố Trùng Khánh gần đó đã sơ tán 80.000 cư dân. Mưa lớn cũng khiến cho sông Hoàng Hà chảy qua miền Bắc Trung Quốc tràn bờ, làm gián đoạn một phần của tuyến đường sắt ở tỉnh Thiểm Tây. Kính thưa quý vị, một thông tin gây chấn động ở Trung Hoa đại lục hôm nay khi hàng ngàn người rải rác trên khắp các tỉnh thành của Trung Quốc đang trong tình trạng thập tử nhất sinh sau khi ăn phải cá bị nhiễm một chất cực độc. Khi báo cáo của các bệnh viện cho biết tất cả bệnh nhân đều rơi vào trạng thái hôn mê, rối loạn ý thức, ngừng thở, hạ huyết áp và co giật. Nguyên nhân được nhiều người đưa ra là do người dân tỉnh Hồ Bắc vì một chút lợi nhuận đã nảy sinh lòng tham khi bí mật nhập hàng tấn cá chết trắng nổi lềnh bềnh trên sông Phủ Hà thuộc tỉnh này, rồi mang ra chợ bán sang nhiều tỉnh thành lân cận hoặc mang về ủ làm mắm. Theo báo cáo sơ bộ thì tính đến 7 giờ sáng nay đã có ít nhất 71 người tử vong, vẫn còn hàng ngàn người khác đang cấp cứu trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Theo báo chí địa phương thì một số lượng cá đã được phát hiện chết nổi lềnh bềnh trên sông Phủ Hà ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hà Bắc, miền Trung Trung Quốc. Cá chết từ sáng ngày hôm kia và tiếp tục nổi lên. Và hôm nay, phạm vi phát hiện cá chết lên tới 80 km trên sông, đa số là cá ngạnh, cá trôi, cá trắm và cá mè. Theo ước tính, số cá chết lên đến hơn 100 tấn. Một chuyên gia về tài nguyên nước lo ngại rằng có thể cá đã bị ngộ độc amoniac, bởi theo hồ sơ bệnh án của tất cả các bệnh nhân đều ghi nhận rõ các triệu chứng khi bị nhiễm độc chất amoniac. Những bệnh nhân nhẹ thì có triệu chứng nóng lưỡi, họng, đau đầu, chóng mặt, kích thích đầu họng, buồn nôn, thở nhanh sâu. Những bệnh nhân nặng hơn thì rối loạn ý thức, hôn mê, ngừng thở, hạ huyết áp, co giật và tử vong. Người nhà của các bệnh nhân cho biết các triệu chứng xuất hiện rất nhanh, chỉ từ 30 phút đến 2 giờ sau khi ăn. Bản thân họ không biết xuất xứ của những con cá này, chỉ thấy chúng tươi ngon và giá cũng khá rẻ, nên đã mua những con cá bị nhiễm độc mà không hề biết trước. Nhiều cư dân mạng đã tỏ ra vô cùng tức giận, đầu tiên là lòng tham của các cư dân tại đây vì chút lợi nhuận mà bất chấp cả tính mạng của người khác, sau đó là cách xử lý chậm chạp của các cơ quan chức năng, không nhanh chóng thu gom và tiêu hủy đi số cá đã chết. Trước những lời chỉ trích dữ dội của các cơ quan chức năng cho biết, vì số lượng cá quá lớn cộng thêm cứ khoảng một tiếng, hàng tấn cá khác lại ngửa bụng trồi lên. Hiện khúc sông này đã được các lực lượng chức năng rào chắn, tránh trường hợp người dân vớt để bán đi. Cũng trong sáng nay, thì kênh truyền hình CCTV của Trung Quốc cũng đã phát đi lời cảnh báo đến người dân cả nước, yêu cầu người dân không nên ăn cá chết và cá không rõ nguồn gốc để tránh những rủi ro không đáng có. Công ty khoa học và công nghệ Shanghuan, tỉnh Hồ Bắc đã bị đình chỉ hoạt động ngay sau khi thanh tra kiểm tra mẫu nước thải trong cống xả của công ty này.
Kết quả cho thấy nồng độ ammoniac thải ra môi trường ở mức 196 mg trên lít, vượt xa tiêu chuẩn cho phép của Trung Quốc. Công ty đã để xảy ra vụ rò rỉ hóa chất nói trên có trụ sở tại thành phố Hiếu Cảng, tỉnh Hồ Bắc và được niêm yết trên sàn chứng khoán Shenzhen. Vụ việc đã xảy ra gần làng chài Hoang Hu Lao, nơi có 1.600 ngư dân. Cá chết trắng phủ mặt sông, chúng trông giống như những bông tuyết vậy. Wang Sanping, một người dân ở làng cho biết, làng này có 150 thuyền đánh cá và họ đang thiệt hại lên đến 70.000 nhân dân tệ mỗi ngày. Số tiền này tương đương 11.500 đô la Mỹ. Chính vì tổn thất quá nặng nên một số cá nhân đã nảy sinh lòng tham vớt vát một chút gì đó. Ngoài ra thì Trung Quốc đang đối mặt với vấn đề ô nhiễm gia tăng, hậu quả của chính sách tăng trưởng kinh tế nhanh chóng trong nhiều thập kỷ qua. Quý vị thân mến, trong 24 giờ qua, tình hình thảm họa thiên tai tại Trung Quốc vẫn diễn biến liên tục không ngừng. Theo DKN đưa tin, sau những trận mưa lớn liên tục nhiều ngày kèm theo những cơn lốc xoáy dữ dội, tại châu tự trị Hoàng Hà, Trung Quốc đã bất ngờ phải hứng chịu một trận lũ quét hết sức kinh hoàng, cùng với đó là một trận động đất mạnh 4,7 độ Richter. Những thảm họa này chồng lên nhau đã khiến một lượng nước khổng lồ chạy xuống suối xả với tốc độ thật sự rất khủng khiếp. Trong video, chúng ta có thể thấy những ngôi nhà của người dân phía trên thượng nguồn, nơi con lũ quét qua đầu tiên bị sụp đổ, vỡ vụn trong nước. Ngay cả những ngôi nhà được xây bằng bê tông cốt thép cũng không chịu nổi sức ép của nước, cũng bị dòng nước lũ cuốn trôi. Người dân hai bên bờ hoàn toàn bị cô lập vì lương thực đã kiệt. Người dân phải liều mình và di chuyển bằng cách đu dây để qua dòng nước lũ quét kinh hoàng này để tiếp tế lương thực, thì một số người dân bên kia bờ suối phải dùng cách ném đồ ăn từ bên này qua bên kia sông, suối để hỗ trợ giúp lương thực cho những người dân làng chài cầm cự chống đói. Qua đợt lũ quét này, video cũng cho thấy hình ảnh những con đường ngập toàn bùn đất dày đã khiến hàng trăm xe cộ không thể lưu thông. Trận động đất cũng đã khiến cho một quả núi gần đó bị lở ra, phá hủy một con đường đi vào trong làng. Nhiều ô tô thậm chí còn bị ngập sâu trong bùn đất và phải nhờ những chiếc xe cẩu cứu hộ kéo lên. Thưa quý vị, một thông tin liên quan trong video được người dân ghi lại trong một chuyến bay ở Trung Quốc. Từ cửa sổ máy bay nhìn xuống hình ảnh những đám mây đen tối, bầu trời u ám, không màu sắc, kèm theo mưa lớn dữ dội. Khoảng vài phút sau, bất ngờ xuất hiện những tia sấm sét đánh vào đuôi máy bay khiến máy bay bị chao đảo nhẹ. Vụ việc trên đã khiến cho những hành khách trên máy bay một phen hú hồn hú vía, hoang mang tột độ. Theo nữ hành khách này cho biết, rất may là máy bay không xảy ra sự cố gì nghiêm trọng và tất cả đều được an toàn. Nhưng cô cho biết đây là trải nghiệm kinh hoàng nhất trong cuộc đời của mình. Cũng trong cùng ngày, tại khu vực gần bờ biển Quảng Châu, Trung Quốc, vào khoảng 9 giờ sáng hôm qua, bầu trời tối sầm lại, những cơn mưa bắt đầu kéo đến kèm theo sấm chớp nổ vang trời. Những cơn mưa lớn không dứt cộng thêm mưa đá dày đặc. Lúc này, những con thuyền của người dân Trung Quốc không kịp vào bờ đã bị cơn mưa đá phá nát, khiến mạn thuyền bị biến dạng hết sức nghiêm trọng. Trong video, chúng ta có thể thấy biển động rất mạnh, sóng biển dữ dội cao hàng trăm mét. Ngoài ra, mưa lớn gây ảnh hưởng tới mùa màng, những cánh đồng hoa màu và lúa ngô của người dân bị ngập trong nước. Cũng vào chiều ngày hôm qua, một vụ lở đất kinh hoàng đến từ tỉnh Hồ Bắc. Hình ảnh những ngôi nhà, quả núi, điện, đường, trường, trạm gần đó bị chôn vùi ở dưới lớp đất đá. Kính thưa quý vị, những đại thảm họa này gây ra những thiệt hại cho đất nước Trung Quốc là không thể kể xiết. Khi giờ đây, bão chồng bão, lũ chồng lũ liên tiếp tàn phá Trung Quốc. Giờ đây, từ một cường quốc đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ, thì Trung Quốc đại lục thuộc hạng thảm hại. Theo các chuyên gia dự đoán, với tình cảnh hiện nay, thì Trung Quốc rất khó lòng để phục hồi lại như trước và dự là 100 năm sau cũng chưa chắc đã ngoi đầu lên lại được. Giờ đây, thiên nhiên đã cho nhà cầm quyền Trung Quốc Tập Cận Bình được tọa nguyện và thỏa cơn khát bởi lâu nay, khi đâu đâu trên đất đại lục cũng toàn nước. Kính thưa quý vị, kinh hoàng nước lũ cuồn cuộn chạy về. Bắc Kinh khẩn cấp cho nổ đập để cứu 2.000 km đê. Vừa qua, nhà chức trách ở miền Trung Trung Quốc đã cho nổ một con đê để giải phóng nước dâng trong bối cảnh lũ lụt lan rộng khắp cả nước. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin rằng vụ nổ được thực hiện vào sáng sớm tại con đê trên sông Chu Hi, tỉnh An Huy. Sau khi con đê bị phá hủy bằng thuốc nổ, nước dự kiến giảm 70 cm. Theo hãng tin AP, cho nổ đê và kè để xả nước là một trong những phương pháp cực đoan mà Bắc Kinh sử dụng trong trận lũ lụt tồi tệ nhất vào năm 2021. Lúc đó hơn 3.000 người chết và 5 triệu ngôi nhà bị mất tích. Trong nước lũ năm nay lại tái diễn tình trạng tương tự. Đập Tam Hiệp khổng lồ trên sông Dương Tử tuần trước cũng phải mở 5 cửa xả do mực nước phía sau con đập dâng cao hơn 18 mét so với mức cảnh báo.
Ở những nơi khác, binh sĩ và công nhân dùng bao cát và đá để gia cố bờ kè. Trung Quốc nâng cao cảnh báo lũ khu vực sông Hoài từ cấp 3 lên cấp 2, mức cao thứ 2 trên thang 4 cấp. Ủy ban sông Hoài thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết 10 hồ chứa trên sông Hoài ghi nhận mực nước vượt quá mức cảnh báo 6,85 m. Sông Hoài dài hơn 1.000 km, trải qua các trung tâm sản xuất và nông nghiệp lớn ở tỉnh An Huy, Hà Nam và Giang Tô. Lũ lụt xảy ra ở Trung Quốc hàng năm, đặc biệt là khu vực miền Trung và miền Nam nhưng rất nghiêm trọng. Vào đầu mùa hè năm nay, hơn 150 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trong lũ lụt và lở đất bởi những cơn mưa xối xả gây ra trong những ngày vừa qua. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã thống kê 5,8 triệu người được sơ tán và thiệt hại trực tiếp, ước tính lên tới 49 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 10 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, những trận mưa như chút nước ở nhiều khu vực thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc làm tăng nguy cơ xảy ra thiên tai và khiến chính quyền địa phương phải di dời hàng nghìn người dân. Tân Hoa Xã cho biết, mưa bão kể từ đầu tháng 4 đến đã đẩy mực nước ở 26 con sông lên cao, hơn 120.000 người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, buộc chính quyền phải di dời hơn 5 triệu người. Nước lụt đã khiến 6.957 ha đất ruộng và hoa màu bị ngập lụt, làm hư hỏng 304 ngôi nhà, giao thông trên nhiều tuyến đường bị gián đoạn do sạt lở đất. Cho đến nay, mưa bão đã gây ra thiệt hại kinh tế lên đến 57 tỷ nhân dân tệ ở tỉnh Tứ Xuyên. Thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên đã ban hành cảnh báo mưa bão mức cao nhất do hai con sông lớn chảy qua khu vực có thể gây ra lũ quét và lũ lụt. Cơ quan khí tượng Trung Quốc cho biết nước này đã nâng cấp cảnh báo mưa lũ lên màu cam và nâng cấp ứng phó khẩn cấp từ cấp 4 lên cấp 2. Khu vực phía Tây Nam, Bắc Kinh và trung tâm Hà Bắc đang chịu những trận mưa như chút nước với lượng mưa lên tới 380mm, đồng thời xảy ra dông bão và gió mạnh. Riêng tại thủ đô Bắc Kinh, lượng mưa đo được là 477,6mm, khiến hơn 700 chuyến bay bị hủy và sinh viên học sinh cũng phải ở nhà. Bắc Kinh nhiều lần phát cảnh báo mưa, bão, lũ lụt và gió lớn cho cư dân địa phương. Các trường mẫu giáo tiểu học và trung học bị tạm dừng hoạt động. Chính quyền thủ đô Bắc Kinh cũng đề nghị nhân viên các công ty nên làm việc tại nhà. Bắc Kinh còn đóng cửa nhiều địa điểm du lịch và ban hành cảnh báo khẩn cấp về lượng mưa lớn nhất từ đầu năm 2022 đến nay. Bộ Chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán Trung Quốc đã cử 3 nhóm công tác đến tỉnh Sơn Tây, tỉnh Hà Bắc và Bắc Kinh để hỗ trợ chính quyền địa phương đối phó với lũ lụt. Theo nguồn tin mà chúng tôi mới nhận được, một thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử cũng đã xảy ra trong thời kỳ thống trị của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Và theo một số báo cáo, đập Yamatan vỡ, nguyên nhân một phần là do kế hoạch xây dựng sơ sài và tham nhũng. Hiện nguồn tin đang làm chấn động dư luận trên thế giới. Được biết, đập Tam Hiệp nằm giữa thành phố Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc và Bối Lăng, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, được xây dựng trên sông Trường Giang vào đầu những năm 2014. Nhưng công trình phòng chống lũ lụt và sản xuất điện này khi ngày hôm qua cơn bão đã tàn phá khu vực này với những trận mưa lớn nhất trong lịch sử. Lượng mưa trong cả năm đã đổ xuống chỉ trong vòng 24 giờ. Cụ thể, nước ở vùng thượng lưu của các con sông trong vùng đã nhanh chóng dâng cao gây sức ép lên các hồ chứa nước dần biến thành lũ lớn khi cơn bão tràn qua các đập nước lần lượt bị vỡ và nơi có đập Tam Hiệp trở thành rào cản cuối cùng. Hồ chứa đã tràn ở cửa số 3 và số 7 đã khiến cho toàn bộ thị trấn bị phá hủy và một cơn đại hồng thủy đã được sinh ra. Có người dân đã gào lên rằng trời sập đất nước rồi. Một thảm họa đó đã gây ra cơn sóng khổng lồ trải rộng gần 10 km, cao từ 3 đến 7,5 m, lao đi với vận tốc khoảng 60 km/h, gây ra một thiệt hại từ 120 đến 300 người đã thiệt mạng trong vụ vỡ cống hồ chứa này. Tuy nhiên, con số chính thức mà chính quyền công bố là chỉ có 850 người chết. Mức độ thiệt hại của thảm họa này chỉ được tiết lộ chi tiết nhỏ. Hiện vẫn còn rất nhiều điều mà những người trong và ngoài nước Trung Quốc chưa biết đến thảm họa này. Chang Xin, một nhà thủy văn tham gia xây dựng con đập Tam Hiệp cũng đã từng bày tỏ lo lắng về chính sách xây dựng con đập của chính phủ. Ông đã đề nghị xây 30 cửa chống và thoát nước cho đập Yamatan, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chỉ trích vì quá thận trọng và dự án đã được thu nhỏ lại thành 22 cửa cống. Sự thất bại của con đập có thể là do sự tham nhũng tràn lan của Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tiêu chuẩn yếu kém kết hợp với lượng mưa lũ hồng thủy bất thường. Tuy nhiên, con đập được tạo ra để chống lại lũ lụt trong 100 năm, nhưng nó đã sụp đổ chỉ sau gần 20 năm kể từ khi được xây dựng. Trong các dự án xây dựng đập Tam Hiệp luôn muốn có kết quả tức thời, câu chuyện không được biết đến một trong những khẩu hiệu của ông là khảo sát, thiết kế và thi công cùng lúc.
một công đoạn thứ tư và sau đó lại được thêm vào là xét duyệt nhiều dự án xây dựng của ông Tập thật ra vô cùng lãng phí và nhiều dự án phải bỏ dở nửa chừng. Có đến 200 trong số 500 hồ chứa lớn đang được xây dựng trong những năm ông Giang Trạch Dân lên nắm quyền và đều đã bị hủy bỏ sau đó vài năm. Nhiều công trình khác bị đổ vỡ trong cuộc đời Tập. Các nhà khảo sát Trung Quốc tiếp tục cho biết trong nhiều năm, hồ chứa được xây dựng trong thời kỳ đại nhảy vọt và đã sụp đổ, tan tành trong một cơn bão dẫn đến vụ vỡ đập liên hoàn. Gần như là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố gắng che giấu số người chết trong thảm họa vỡ đập liên hoàn, mà thậm chí là cả vụ vỡ đập Bản Kiều, giống như họ vẫn thường làm khi các kịch bản khác xảy ra. Theo David Paulo thuộc Đại học Hồng Kông, nếu nhìn vào báo chí của nhà nước Trung Quốc vào thời điểm này, có vẻ như chuyện này chưa bao giờ được xảy ra. Hơn nữa, theo báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền năm 1995, vụ vỡ đập Bản Kiều hay đập Tam Hiệp sụp đổ là một thảm họa quy mô lớn do con người gây ra, là kết quả của sự thiếu sót trong các chính sách kiểm soát dòng nước. Nhìn chung, sự thiếu minh bạch của chính phủ trong quá trình xây dựng đã góp phần gây ra những tình huống nhiều đập của Trung Quốc bị coi là không an toàn. Vụ bỏ đập liên hoàn mà gần như hoàn toàn không được báo cáo ngoài phạm vi lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc. Khi đập Tam Hiệp và các con đập khác được xây dựng, các vết nứt đã xuất hiện và chúng liên tục cần các kỹ sư của Liên Xô sửa chữa. Sau khi sửa chữa xong, chúng được gọi là đặc sắc và là những con đập không thể bị phá vỡ. Trung Quốc có hơn 4.000 hồ chứa nguy hiểm và cùng nhiều hệ thống phòng chống quanh các con sông lớn, hầu hết được xây dựng từ những năm 1950 đến năm 1980, theo báo cáo của Ribay. Nhiều hệ thống từ thời Mao được làm từ đá và đất sét chỉ có tuổi thọ 50 năm, và đây cũng chính là vấn đề đang khiến giới lãnh đạo của Trung Quốc hiện nay đang đau đầu. Khi dịch bệnh vừa mới được kiểm soát, chính phủ Trung Quốc lại gồng mình hứng chịu hậu quả nặng nề do thiên tai, lũ lụt gây ra, nguy cơ vỡ đập liên hoàn. Chuyên gia cảnh báo người dân chuẩn bị sơ tán. Chuyên gia thủy văn Trung Quốc Wang Weilu cảnh báo cư dân ở vùng hạ lưu sông Dương Tử nên chuẩn bị sơ tán trước nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp. Trả lời phỏng vấn Radio France International, nhà thủy văn học của Trung Quốc Wang Weilu đã đặt câu hỏi về sự an toàn của đập Tam Hiệp khổng lồ, cảnh báo rằng nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Ông Wang có quan điểm trái ngược với tuyên bố trấn an của truyền thông nhà nước. Ông Wang cho rằng đập Tam Hiệp không ổn định như nhiều người đã tin tưởng và diễn ra nhiều bất cập về tình trạng của đập Tam Hiệp hiện nay. Ông Weilu cho rằng vấn đề nghiêm trọng hiện nay là các vết nứt và chất lượng bê tông không đạt tiêu chuẩn được phát hiện trong quá trình xây dựng. Ông cảnh báo sự cố vỡ đập sẽ gây ra hậu quả thảm khốc cho các cá nhân cư trú ở hạ lưu sông Dương Tử mà họ nên chuẩn bị sơ tán càng sớm càng tốt. Theo chuyên gia thủy văn Trung Quốc, việc thiết kế xây dựng và kiểm tra chất lượng của con đập chưa được thực hiện một cách độc lập, cũng như có cách đánh giá khách quan. Ngoài ra, công trình này được hoàn thành với tốc độ quá nhanh. Các trận mưa lũ đang càn quét dữ dội ở miền Nam Trung Quốc, gây ngập lụt cục bộ tại 24 tỉnh thành nước này. Mưa lũ và sạt lở khu vực đã nhấn chìm hơn 7.300 ngôi nhà, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của gần 8 triệu người. Theo giới chức địa phương, thiệt hại kinh tế trước mắt ước tính là 2,9 tỷ đô la Mỹ. Trận lũ đang diễn ra ở miền Nam Trung Quốc được đánh giá là dữ dội nhất trong 80 năm qua, buộc nhiều tỉnh thành phải kích hoạt báo động đỏ. Đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang đang chịu sức ép rất lớn. Các trận mưa không ngừng cũng làm dấy lên lo ngại của công chúng Trung Quốc về nguy cơ bị vỡ của dự án thủy điện lớn nhất thế giới, đập Tam Hiệp. Chuyên gia thủy văn Trung Quốc cho hay, trong cuộc họp báo hôm vừa qua, chính thứ trưởng tài nguyên nước Trung Quốc Ye Yanchu cũng thừa nhận mực nước trên ít nhất có 148 con sông Trung Quốc đã dâng cao trên mức cảnh báo, chứng tỏ rằng khả năng kiểm soát lũ của đập Tam Hiệp chỉ có giới hạn. Chuyên gia Weilu cũng chỉ trích chính phủ và truyền thông nhà nước Trung Quốc đã từ chối thừa nhận mối nguy hiểm tiềm tàng của đập Tam Hiệp. Tuy nhiên, tờ báo Hoàn Cầu đã nhanh chóng gạt bỏ những lo ngại của ông Wang Weilu trong bài báo xuất bản hôm vừa qua, trích dẫn ý kiến của nhà nghiên cứu Quách Tấn thuộc Viện Nghiên cứu Địa chấn Trung Quốc khẳng định đập Tam Hiệp có thể chứa lượng nước vào lớn hơn nhiều so với lượng nước hiện nay. Theo lập luận của ông, mưa lớn ở hồ chứa Tam Hiệp mới chỉ chạm tới 147m, cao hơn mức cảnh báo lũ tới 2m. Ông Quách cho rằng được thiết kế để đáp ứng mực nước lên tới 175m hoặc lượng nước vào 70.000 mét khối trên giây. Do đó, với mực nước 147m và lượng nước vào là 26.500 mét khối trên giây, đập vẫn an toàn.
Cũng theo ông Quách, đập Tam Hiệp được trang bị một hệ thống theo dõi sức khỏe đa kênh. Hệ thống này sẽ báo động khi có điều bất thường như đã bị biến dạng và việc báo động sẽ diễn ra rất lâu trước khi đập có sự thay đổi có thể nhìn thấy. Đập Tam Hiệp được Bắc Kinh ca ngợi là một trong những thành tựu kỹ thuật vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Đập Tam Hiệp này nằm chắn ngang sông Dương Tử ở Tam Đầu Bình, Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc. Tổ hợp bao gồm độ dài hơn 2.300m, cao 185m và một hồ chứa nước khổng lồ được thiết kế để tạo ra điện năng và kiểm soát lũ. Đập Tam Hiệp được khởi công từ năm 1994 và vận hành hoàn thành từ tháng 7 năm 2012. Đến nay, công trình vẫn giữ kỷ lục đập thủy điện lớn nhất thế giới với 34 tổ máy phát điện, cho phép đạt công suất tới 22.500 MW, với sản lượng điện năng năm 2018 đạt 100 tỷ kW. Từ năm 2011 đến nay, Trung Quốc đã chi hơn 600 tỷ nhân dân tệ để giải quyết các tác động lâu dài của con đập khổng lồ này đến môi trường và cư dân lân cận. Tuy vậy, nhiều vấn đề vẫn còn tồn tại và chính phủ cam kết sẽ chi thêm tiền để đảm bảo hiệu quả của dự án. Các bạn thân mến, nhiều ngày gần đây, Trung Quốc đang xảy ra nhiều động thái kỳ lạ, đến nhà khoa học hàng đầu của Trung Quốc cũng phải bó tay. Những hiện tượng kỳ lạ này đã khiến cho người dân của Trung Quốc và cả thế giới phải khiếp sợ khi nghe tin đập Tam Hiệp có nguy cơ bị vỡ, cá nhảy lên mặt đất, chim bay lên trời bỗng nhiên rớt xuống trúng đầu người dân. Những động thái này như đang báo hiệu ngày tàn của Trung Quốc, của đất nước này. Gần đây, một số nơi xuất hiện hiện tượng kỳ lạ, cá đột nhiên nhảy lên mặt đất, trong khi đó nước là nơi giúp cho con cá này sống hàng ngày. Tuy nhiên, dường như dưới mặt nước có một thứ quái lạ đáng sợ gì hay chăng mà cá lại nhảy lên bờ như vậy? Các cụ ngày xưa chuyển tay nhau kể lại rằng đây chính là dấu hiệu của một trận động đất kinh thiên động địa sắp xảy ra tại Trung Quốc. Theo các thông tin trên các trang mạng xã hội, các chuyên gia nói rằng đây có thể là sóng siêu âm. Sóng này được truyền từ mặt đất. Nghe sóng siêu âm nên các loại cá này cảm thấy sợ hãi khi ở dưới mặt nước, có thể là một trận động đất lớn sắp xảy ra. Trong quá khứ cũng đã từng ghi nhận hiện tượng cá nhảy lên mặt đất và rồi vài tháng sau một trận động đất mạnh 8,2 độ Richter đã xảy ra tại Indonesia, kèm theo đó là sóng thần và núi lửa, nên những lời các cụ kể lại là có căn cứ. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn đang thắc mắc rằng liệu điều này có ảnh hưởng và đe dọa đến đập Tam Hiệp hay không? Chưa có chuyên gia nào chứng minh về điều này, thế nhưng những loài cá sống dưới mặt nước nhưng nó lại nhảy lên giống như các cụ ngày xưa nói. Nó có thể cảm nhận và biết trước được sự việc sắp xảy ra. Theo như phóng viên của chúng tôi đã thu thập được một đoạn video cho thấy, những con cá này nổi nhảy lên mặt đất. Hàng ngày con xuất hiện ở nhiều khu vực như Cát Lâm, khu danh lam thắng cảnh Linh Hồ, Thái Châu, Tuyết Giang. Toàn bộ cảnh tượng cho thấy cá nhảy ở hồ, sông, nước như đang sôi. Nhiều người dân nói rằng họ hiếm khi thấy cảnh tượng này xuất hiện ở Trung Quốc. Do đó, Trung Quốc phải hứng chịu những đợt động đất. Trong một diễn biến có liên quan, vừa qua một số lượng lớn rơi được phát hiện trên bầu trời Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi trên cộng đồng mạng. Sự xuất hiện của rất nhiều rơi trên bầu trời khiến cho người dân địa phương hoang mang, lo lắng, không biết có phải sắp tới có một điều kỳ quái gì sắp xảy ra hay là một trận động đất chăng? Theo kinh nghiệm dân gian của người Hoa, các hiện tượng tự nhiên như thiên tai và thảm họa thường hay được dự báo trước bởi các hành vi bất thường của động vật. Lần này rơi xuất hiện theo đàn và một số người lo lắng rằng loài rơi đã cảm nhận được động đất hoặc các thảm họa khác sắp xảy ra. Người dùng mạng đăng tải trên mạng rằng rơi thường là biểu tượng của đêm đen và điểm gở. Chúng có thể xuất hiện với số lượng lớn quá nhiều do thức ăn, hoặc có thể xảy ra động đất sóng thần hoặc một số thảm họa khác vì chúng có thể cảm nhận được sóng siêu âm. Một cư dân mạng có tài khoản Baidu Now có viết rằng rơi có thể cảm nhận được sóng âm từ 1.500 đến 50.000 GHz. Hệ thống định vị siêu âm của nó cực kỳ ưu việt, không chỉ có biên độ rộng mà nó còn có khả năng chống nhiễu mạnh, có thể gấp 200 lần so với khả năng nhận tín hiệu phản xạ của côn trùng trong quá trình bị nhiễu. Do đó, rơi sẽ di cư trước trận động đất. Điều này có liên quan đến cảm thụ sóng siêu âm của chúng. Thưa quý vị, mưa lớn ở Quảng Tây và Quảng Đông đã phá hủy kỷ lục lượng mưa to nhất trên thế giới, vượt mức báo động xảy ra trên 10 con sông của 9 tỉnh, trong đó 12 trạm tại 15 con sông Quảng Tây, nhà cửa mùa màng của người dân bị phá hủy nặng nề, nhiều làng xã thị trấn thành phố các tỉnh bị ngập lụt nghiêm trọng, giao thông bị gián đoạn. Các quan chức thông báo rằng Quảng Tây có 191 người tử vong, tuy nhiên dân lại nói rằng
chính quyền đang che giấu sự thật về số người chết. Họ đã biết số lượng người chết có thể lên tới hàng ngàn người, như những bản tin chúng tôi đã đưa tin vào ngày trước đó. Hiện tượng mưa bão tại Trung Quốc đến nay trải qua nhiều thiên tai, bão lũ, sóng thần, động đất. Và gần đây nhất là tại Trung Quốc liên tục xảy ra các thảm họa thiên nhiên, khiến cho người dân đại lục lo sợ và một số người giàu có điều kiện đã tìm mọi cách để sang nước ngoài định cư. Vì họ tin rằng ngày hủy diệt của Trung Quốc sắp đến rồi. Thật là một điều gì đó tồi tệ nếu như những thiên tai thảm họa dị tượng này xuất hiện là để cảnh báo người dân của Trung Quốc cũng như giới lãnh đạo của đất nước này, và đặc biệt người đứng đầu đó là ông Tập Cận Bình. Nếu như những dị tượng này xuất hiện mà họ xem như là những hiện tượng tự nhiên và không thèm để ý thì đó được xem như là một trong những tai họa thảm khốc nhất đối với người dân Trung Quốc. Vì chúng ta cũng biết rằng sống trên đời thì phải có lương tâm, mà một khi lương tâm đã bị cắn đứt thì coi như sống trên một cái xác mà không có linh hồn, điều đó thì bị hủy diệt cũng xứng đáng mà thôi. Báo hiệu một triều đại sắp tan vỡ trong những ngày thảm họa tại Trung Quốc. Trong những ngày qua tại miền Trung Trung Quốc liên tiếp xảy ra những thảm họa không phải là tự nhiên mà chính là định sẵn ngày tháng của một triều đại sắp tàn. Những điểm lạ đã xuất hiện để cảnh báo trước người Trung Quốc ở gần đây, như mưa máu tại hai tỉnh miền Trung Trung Quốc, dòng sông đỏ lừ như máu, như có điều gì đó rất tồi tệ sẽ đến với người dân Trung Quốc. Và quan trọng nhất là thủy quái, núi lửa, sạt lở liên tục xuất hiện trên dòng sông Dương Tử. Đây là một điểm lạ hiếm có xảy ra của một quốc gia. Mỗi khi những điểm lạ này xuất hiện đều báo hiệu những tai họa chuẩn bị sắp ập tới. Những cơn mưa xối xả liên tục trong hơn một tháng qua đã khiến cho nước dâng cao, nước lũ đã phá hủy nhiều công trình cổ kính và nhà cửa của người dân. Số người thiệt mạng và mất tích không thể thống kê được. Nếu trong vài ngày tới mưa tiếp tục không dứt sẽ gây ra thảm họa kinh hoàng cho người dân Trung Quốc. Đập Tam Hiệp đang đặc biệt nhận được sự chú ý của dư luận khi phải chịu sức ép lớn do lượng nước dồn về sông Dương Tử. Tình hình mưa lũ năm nay ở Trung Quốc được đánh giá là tồi tệ nhất trong vòng 70 năm trở lại đây. Như quý vị đã biết, có khoảng 600 triệu người sống ở hạ lưu sông Dương Tử, trong đó có các vùng thịnh vượng nhất như Vũ Hán, Nam Kinh, Thượng Hải. Nếu đập Tam Hiệp, con đập nằm ở tỉnh Hồ Bắc bị vỡ, hậu quả xảy ra sẽ là ngoài sức tưởng tượng. Theo Nikkei cho biết, các chuyên gia thiết kế Trung Quốc đã tiến hành nhiều thử nghiệm mô phỏng để xem liệu hậu quả sẽ ra sao nếu đập Tam Hiệp bị vỡ. Thử cho thấy nếu đập Tam Hiệp bị vỡ thì 39,3 tỷ mét khối nước tràn xuống ngay lập tức sẽ biến Nghi Xương Hồ Bắc thành bình địa với khoảng 700.000 người thiệt mạng. Một phần diện tích của các tỉnh thành Hồ Bắc, Trùng Khánh và Tứ Xuyên sẽ ngập trong đại dương nước ngay sau khi tình trạng vỡ đập sẽ là tình trạng lở đất nghiêm trọng. Theo các chuyên gia Trung Quốc, dòng lũ từ thượng nguồn đáng lo ngại hơn rất nhiều so với lượng nước tràn ra do vỡ đập. Nước từ thượng nguồn sông Dương Tử liên tục tràn về sẽ san phẳng nhiều tỉnh thành ở hạ nguồn, thiệt hại về người và vật chất lúc này không thể đong đếm được. Kính thưa quý vị, trước những tin đồn đoán về con đập Tam Hiệp sẽ bị vỡ cho nay mai, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc mới ra một thông báo để trấn an lòng dân. Theo đó, tại Hoa Nam buổi sáng, thông luận viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc số ra ngày hôm nay có một bài viết mang tựa đề "Tên lửa bắn vào đập Tam Hiệp chỉ như muỗi đốt thôi". Nội dung của bài báo này chắc hẳn mới nghe thấy cái tiêu đề người ta đã hiểu hết chẳng cần phải đọc. Chính quyền Trung Quốc khẳng định con đập này có sức chịu đựng cực lớn đến mức tên lửa của các nước bắn vào chỉ như gãi ngứa mà thôi. Và rằng với chiều cao 181 mét và được xây dựng bằng 28 triệu tấn bê tông, 463.000 tấn thép, đập Tam Hiệp được ví như một pháo đài thép khổng lồ. Bởi vậy, những thế lực nào đang có ý định phá hủy đập Tam Hiệp thì nên dừng ngay những ý nghĩ đó lại, bởi nó chẳng đem lại tác dụng gì mà còn gây thiệt hại cho bản thân. Những lời tuyên bố trên của chính quyền Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh được cho là con đập Tam Hiệp sắp đến ngày tận số, bởi mực nước trên 250 con sông của Trung Quốc đang dâng lên quá cao, mức báo động đỏ và tiếp tục còn dâng cao trong tháng 7 và tháng 8 tới. Tất cả các hồ chứa của những con đập, trong đó có cả đập Tam Hiệp, cũng đều cao quá mức báo động đỏ. Điều này chứng tỏ chính quyền Trung Quốc cố tình trấn an lòng dân mà không chịu chấp nhận một thực tế bẽ bàng. Tờ Taiwan News vào ngày hôm nay ra thông báo nếu đập Tam Hiệp nằm ở các nước tư bản thì họ sẽ ngay lập tức thông báo tới người dân về sự nguy hiểm cận kề để cho người dân được biết. Sau đó họ sẽ hỗ trợ cho dân chúng khẩn cấp di tản ra khỏi khu vực nguy hiểm này. Ngược lại, Đảng Cộng sản Trung Quốc thay vì đưa con dân của mình đi di tản thì họ lại cho trấn an lòng dân bằng cách lừa dối họ.
Theo Taiwan News, chính quyền Trung Quốc nên khẩn cấp đưa 600 triệu người dân Trung Quốc đến nơi an toàn. Không nên đùa giỡn với tính mạng của 600 triệu người dân như thế. Tờ Taiwan News sau đó đã liệt kê hàng loạt những dẫn chứng cụ thể để khẳng định rằng chính quyền Trung Quốc đang lừa dối dân chúng. Thứ nhất, nếu đập Tam Hiệp kiên cố như vậy, tên lửa bắn và đập chỉ như muỗi đốt thôi, thì chính quyền Trung Quốc đâu cần phải hao tốn một lực lượng quân đội hùng hậu để bảo vệ con đập Tam Hiệp. Lực lượng bảo vệ đập Tam Hiệp theo ước tính của các nhà quân sự, chi phí mỗi năm tốn khoảng 200 triệu đô la. Số tiền này đã tăng lên thành 300 triệu đô la mỗi năm khi Đài Loan tuyên bố sẽ dùng tên lửa tấn công đập Tam Hiệp. Thứ hai, suốt nhiều ngày qua, chính quyền đã liên tục xả nước vì sợ đập Tam Hiệp không thể chịu nổi sức ép của 42 tỷ khối nước khi vượt đến ngưỡng 175 mét, mà vấn đề quan trọng nhất là không dám thông báo cho người dân biết về việc xả lũ này đến khi phát hiện rồi mới ra thông báo là xả lũ. Nhưng không dám nói đúng ngày mà chỉ thừa nhận xả hai cửa xả lũ. Thứ ba, hình ảnh vệ tinh của Google đã tố cáo bờ đê đập Tam Hiệp uốn lượn như những chiếc võng để cảnh báo người dân. Đó là sự thật không thể chối bỏ được. Tại sao Trung Quốc đòi kiện Google khi nói lên sự thật này? Nếu vững chắc thì đâu phải lo sợ, cuống cuồng lên như thế. Thứ tư, công ty quản lý thi công đập Tam Hiệp phải thừa nhận ở thời điểm của giai đoạn thi công. Vì thời gian gấp rút nên đã tiến hành xây dựng nhiều khâu không đúng với kỹ thuật ban đầu đề ra. Điều này sẽ dẫn tới sự đàn hồi của sắt, thép, bê tông không đúng tiêu chuẩn, gây nên sự uốn cong vào một số đoạn đê mà Google đã chụp được. Những đoạn đê này không thể chịu được sức ép quá lớn của nước như động đất, sạt lở đất hoặc sóng thần gây ra. Quý vị thân mến, ngay sau khi tờ Taiwan News của Đài Loan đưa tin những nhận xét này, phía Trung Quốc đã có những lời đe dọa đến người đứng đầu của Đài Loan là bà Thái Anh Văn. Người phát ngôn Trung Quốc là ông Cảnh Sảng đã tuyên bố rằng Đài Loan nói sao thì nói vẫn là người của Trung Quốc. Người đứng đầu của quốc đảo này không nên dung túng cho những luận điệu xuyên tạc nói trên. Một mai Đài Loan và Trung Quốc về một nhà, những tờ báo đại loạn như thế sẽ không được nhà nước Trung Quốc tung hô, thay vào đó sẽ bị tẩy chay nếu không muốn nói là không còn đường sống. Rõ ràng chính quyền Trung Quốc đang muốn du ngủ lòng dân bằng cách đưa những lời tuyên truyền về sự vĩ đại của con đập Tam Hiệp. Nhưng điều đó có vẻ như bây giờ đã mất tác dụng với người dân Trung Quốc. Nếu như cách đây hơn một tháng, nhiều người dân Trung Quốc tin vào chính quyền, tin vào con đập thiên niên kỷ này là vĩ đại nhất trên hành tinh đến cả ngàn năm sau không vỡ. Nhưng thực tế hiện nay đã cho thấy người dân có muốn tin cũng chả được. Chỉ riêng 2 tuần qua trong tháng, 2 trận động đất liên tiếp xảy ra trên đầu thượng nguồn đập Tam Hiệp. Tam Hiệp cho xả lũ, người dân bị ngập chìm trong nước không có lối thoát để di tản. Tin thảm họa, thủ đô Bắc Kinh tràn ngập châu chấu và nước biến thành máu. Kính thưa quý vị thân mến, tại thời điểm trưa ngày hôm qua, trung tâm thành phố Bắc Kinh bỗng tràn ngập châu chấu tứ phương đổ về, làm phi trường Bắc Kinh phải hoãn các chuyến bay vô thời hạn. Hiện nay, theo tin của chính quyền cho biết đã có rất nhiều tai nạn đã xảy ra trên đường cao tốc vì các tài xế tuy có mở đèn nhưng chẳng có tác dụng gì vì ánh sáng không đi xuyên qua con châu chấu. Do đó, tai nạn là không thể tránh khỏi. Có những xe bị bốc cháy dữ dội vì cú va chạm mạnh, cảnh tượng xe tông nhau liên hoàn trên đường dài cả mấy cây số. Hiện nay, các con đường huyết mạch đều bị tắc nghẽn, đường hàng không bị hoãn vô thời hạn. Theo như chúng tôi được biết, chính quyền đang huy động quân đội hỗ trợ trực thăng có gắn hệ thống phun thuốc để diệt châu chấu. Tuy nhiên, với số lượng châu chấu dày đặc thì công việc đó chẳng khác nào đem nước đổ biển. Đã có một chiếc trực thăng bị rơi xuống do lượng châu chấu bay vào động cơ làm tắc nghẽn và máy ngừng hoạt động. Hiện nay, theo thông báo của chính quyền các cấp là tất cả phải ở trong nhà, tránh bị ngộ độc và vì hít phải thuốc xịt của phi đội trực thăng đang làm nhiệm vụ. Thành phố Bắc Kinh đang chìm trong nỗi kinh hoàng như thời của ông Morsi trừng phạt Ai Cập và làm châu chấu rắn rết xuất hiện khắp thành phố và nước biến thành máu. Tuy nhiên, số lượng châu chấu đến giờ này bị nhiễm thuốc rơi xuống là rất nhiều, có con vẫn còn cử động nhưng khả năng bay là không thể. Đã có rất nhiều châu chấu bị rơi xuống cống nước làm hệ thống nước thải bị tê liệt và hiện tượng nước sình phun lên từ cống làm bốc lên mùi hôi thối cực đỉnh. Qua một thời gian thì xác của các con châu chấu ngâm nước, ngâm hóa chất nên phản ứng của hóa học và chuyển ra màu đỏ. Hiện tại chính quyền đang rất bế tắc trong tình huống xử lý này vì các hệ thống nước đều xảy ra một màu đỏ, mùi tanh như máu. Trong năm nay, Trung Quốc đã phải gánh chịu rất nhiều tai ương từ lời nguyền trong vụ Thiên An Môn vì chính quyền Trung Quốc dùng xe tăng chiến đấu với các sinh viên tay không và cuối cùng
dùng xe tăng bắn thẳng vào nhóm người biểu tình, rồi dùng xe tăng cán lên người đã chết và bị thương, biến quảng trường Tiananmen thành sông máu, bao oan hồn không siêu thoát được. Sau đó, hiện tượng châu chấu và nước máu là do ứng nghiệm mà ra. Ngoài mưa nước, người ta còn ghi nhận rất nhiều hiện tượng dị thường khác như mưa ếch, mưa cá, thậm chí là mưa máu. Thời tiết có thể rất bất thường, nhưng chúng ta luôn luôn kỳ vọng nó rơi vào một trong số những khả năng nào đó. Nhưng đôi lúc mọi sự có thể trở nên quá huyền ảo. Trên thế giới, có một số hiện tượng thời tiết rất kỳ lạ của chúng, mưa máu là một trong các ví dụ. Sau đây là một số hiện tượng thời tiết kỳ dị từng được ghi nhận trong lịch sử mưa máu. Hiện tượng này có thể làm dấy lên nhiều nỗi e ngại. Mưa máu phổ biến đến mức nó hẳn có một trang Wikipedia cho riêng mình. Trường hợp điển hình nhất là vào năm 2001, khi một cơn mưa lớn màu đỏ đổ xuống bang Kerala, Ấn Độ. Nếu bạn lo sợ rằng cơn mưa này mang theo dịch bệnh của người Ai Cập cổ đại hay điều này báo hiệu một cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh thì bạn có thể bình tĩnh lại được rồi. Các nhà khoa học đã chứng minh một loại tảo siêu nhỏ màu đỏ là nguyên nhân đằng sau loại hiện tượng này. Mưa ếch, mưa chim, mưa cá, hiện tượng lạ lùng thường xuất hiện tại nước Anh vào năm 1996. Một cơn mưa ếch đã trút xuống thành phố Llandewi, xứ Wales, sau đó không lâu vào năm 1998 nó lại xảy ra ở London. Trong năm 2010, bang Arkansas của nước Mỹ đã phải hứng chịu một trận mưa chim khi xác những con chim két liên tục rơi xuống trong khu vực rộng khoảng 2 km của thành phố BB. Một điều tương tự xảy ra với một loài chim câu ở Ý vào năm sau đó, nhưng điều kỳ lạ nhất phải kể đến là hiện tượng xảy ra ở Honduras. Hàng năm tháng 6, ngôi làng Yoro lại tổ chức lễ hội có tên là lễ hội mưa cá để đón một cơn bão thường niên, khiến hàng nghìn con cá rơi xuống đường phố. Các nhà khoa học vẫn chưa hoàn thành chắc chắn về nguyên nhân gây ra những loại mưa động vật này. Chỉ có một giả thuyết đơn giản là có vẻ như những cơn lốc xoáy đã kéo theo những con vật không may mắn này lên rồi thả xuống một nơi nào đó ở cách xa hàng cây số.